Và con kể cho quý vị nghe, đây là một sự việc xảy ra có thật đó. Bà cụ là thân mẫu của cô chú ở đây. Tên bà, tên đời của bà là Hứa Bích Châu, pháp danh Diệu Thiện. Bà là người Phật tử thuần thành, mến đạo. Bà rất trọng Phật, kính tăng, đã hộ pháp cho con suốt thời gian gần 30 năm rồi. Cứ mỗi tháng gửi tiền về, đi đến đạo tràng nào cho bà ủng hộ, kết duyên. Mỗi một đạo tràng tu Bát Quan Trai là bà gửi 1 triệu để thức, để ủng hộ tiền thức ăn cho đạo tràng đó trong một ngày tu Bát Quan Trai. Mà 30 năm như vậy, bà ủng hộ không có tháng nào mà bỏ phiếu hết. Vừa lòng phước, nghe chùa nào mà xây dựng là bà gọi các con từ lớn đến nhỏ hùng phước phát tâm cúng dường, kiến tạo già lam tự viện, nơi nào bà cũng kết duyên hết. Và gần đây thì cách đây hơn 1 tháng thì bà về Việt Nam, và bà về vào ngày 2 tây tháng 12. Bà mới nói với con như thế này: sư phụ ơi, con có chuyện này con muốn nói với sư phụ. Là trước khi con về Việt Nam 3 ngày, là con nằm chiêm bao, con thấy từ phụ A Di Đà Phật đến nói với con rằng con vãng sanh. Rồi vừa nói như vậy thì trong giấc chiêm bao, con lại thấy con vãng sanh nằm trên tay của sư cô Huệ An, là con gái ruột của bà, xuất gia ở tại chùa Hưng Thiền. Bà nói là bà vừa nghe từ phụ A Di Đà Phật nói như vậy thì bà nhìn lại, bà thấy bà lại đặt cái đầu của bà trên cánh tay của sư cô, con gái của bà. Rồi bà mới hỏi con vậy chứ. Lúc đó bà nói với sư cô trong giấc chiêm bao nha: từ phụ A Di Đà Phật nói mẹ vãng sanh. Thì sư cô mới trả lời: vãng sanh giống như về nhà, có cái gì đâu mà sợ. Lúc này bà giật mình, bà thức giấc. Và 3 ngày sau bà trở về Việt Nam. Con của bà là chú Tư đây với một chú Úc dẫn bà về Việt Nam, về chùa Hưng Thiền. Khi bà về xong rồi bà ngồi niệm Phật, bà mới tâm sự, bà nói với con như vậy. Cái bà hỏi sư phụ ơi, con hỏi sư phụ, trong điềm chim bao con thấy như vậy mà con có vãng sanh không? Con mới cười, con mới nói chắc chắn vãng sanh, nương vào cái tâm hạnh hiện đời của bà đó. Sự phát tâm và hàng ngày bà phát nguyện tha thiết tu tạo bao nhiêu công đức phước lành. Bà không biết chữ mà bà chỉ học lớn, đi vào đạo tràng bà học lớn qua 12 lời nguyện đó. Kính lại Đức Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xin đảnh lễ Ngài, nguyện cho con đến giờ phút lâm chung được vãng sanh tịnh độ đó, rồi xả ly ta bà khổ. Bà thuộc lòng hết 12 lời nguyện đó mà bà không biết chữ, chỉ học lớn thôi, nghe mà học lớn rồi thuộc. Rồi bà phát nguyện tha thiết làm công đức phước lành gì, bà cũng hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật tịnh độ. Rất là dễ thương luôn quý Phật tử ơi. Rồi bà nói với con vậy, con mới nói nương vào cái tâm hạnh hiện đời của bà, chắc chắn bà được giảng sanh, nhưng con không biết là giảng sanh ngày nào. Bà vừa nghe nói như vậy, bà quỳ lên, bà chắp tay, bà nói từ phụ A Di Đà Phật, thương xót cho đứa đệ tử dốt nát này. Con không biết chữ, con chỉ tính kính Ngài mà xin niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về cõi nước của Ngài. Xin từ phụ A Di Đà Phật đã cho con biết con giảng sanh rồi, thì cho con giảng sanh tại trú xứ chùa Hưng Thiền. Có sư ông, có sư phụ, có tất cả quý cô hộ niệm cho con. Và nếu cho con giảng sanh thì cho con giảng sanh ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà đi. Bà nói vậy. Rồi lúc đó bà khỏe bình thường. Vào ngày 14, tức là từ bữa bà nói cho con nghe là khoảng chừng là mùng 5, mùng 6 gì đó, là bà nói vậy. Cái tới ngày 14, ngày 14 cái tối đêm hôm đó bà bị tụt đường. Nửa đêm bà bị tụt đường, cái tay chân hơi run, uống một ly trà đường vô rồi sáng khỏe lại chút xíu. Nhưng mà bà rồi bà nói cái bao tử nó không tiêu, không ăn gì được hết. Rồi cái chiều hôm đó bà hơi mệt, thì tụi con thấy bà hơi mệt mới đưa bà vào trong bệnh viện. Thì vào trong bệnh viện rồi bà cứ niệm Phật, từ phụ A Di Đà Phật, từ phụ A Di Đà Phật. Vào ngày rằm, quý sư cô ở chùa Hưng Thiền hơn 200 cô vào trong bệnh viện thăm bà. Bà vui cười, bà nắm tay từng người, bà nói con cảm ơn quý sư cô, con có phước được quý sư cô thương mà đến đây thăm con. Tất cả quý sư cô nói thôi, chuyến này hết bệnh về là xuất gia luôn nha. Thì bà cười và bà nói con không có biết con có đủ phúc duyên để được xuất gia như vậy hay không. Bà vui vẻ lắm. Qua tới ngày 16 thì bà hơi mệt, cái tiếp tục đưa từ ở trong đưa bà lên phòng rồi, mà lúc này bà hơi mệt cho nên bác sĩ mới đưa bà xuống phòng hồi sức, để có người, đây là phòng chăm sóc sắp đặc biệt, để có người chăm sóc. Thì sư cô mà con của bà cùng với tụi con cũng có mặt,
có mặt ở trong phòng này, chứng kiến từ đầu đến cuối. Bà ngồi trên cánh tay, bà ngồi và dựa vào trong cánh tay của sư cô con gái của bà. Con nhìn thấy rồi, con nói rồi. Y như cái niềm chiêm bao bà nói với con là bà sẽ giảng sanh trên tay của người con gái đó. Thì con nhìn cảnh đó rồi con nói chắc bà qua không khỏi rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ bà không có bệnh gì nhiều, nhưng mà chắc bà qua không khỏi. Rồi bà mới kêu đưa bà về đi, mẹ về chùa mẹ giảng sanh. Sư cô này rất là mạnh mẽ nha, sư cô rất là kiên cường và mạnh mẽ, nói mẹ chắc chắn con đưa mẹ về, mẹ giảng sanh cho con nha. Bà nói, bà gật đầu, bà nói bà chịu, đưa về chùa đi, bà giảng sanh. Rồi tối đêm hôm đó là đêm 16, bà vẫn còn nằm, bà nằm ở trong phòng hồi sức đó. Bà niệm Phật liên tục. Cô ngồi sáng đêm ở bên cạnh nha, bên cái tay của cô là kê cái đầu của bà cho bà nằm xuống rồi. Cô ngồi ở dưới đất vậy mà kê vào trong lỗ tai mẹ: thân này là giả tạm, Tây phương cực lạc mới là thế giới an lành. Xả bỏ cái thân này về Tây phương cực lạc, A-di-đà Phật phóng hào quang tiếp dẫn cho mẹ. Cô ngồi cái bên mà cô cứ nhắc liên tục. Cái bác sĩ ở trong bệnh viện nói xong với sư cô: kỳ quá à, người ta đau bệnh để cho người ta nằm yên, người ta nghỉ ngơi, người ta khôi phục sức khỏe, với sư cô ngồi kế bên tay cứ nói lải nhải cái gì hoài. Nhưng mà bác sĩ mới chích cho bà một mũi thuốc an thần để cho bà nghỉ ngơi, cứ nghĩ vậy. Khi chích một mũi rồi bà vẫn không nghỉ, bác sĩ nói: ủa sao kỳ vậy, cái mũi thuốc này chích vào là ngủ 6 tiếng đồng hồ mới thức dậy đó, mà bà tỉnh bơ luôn. Bà nằm đó bà vẫn niệm Phật, sư cô ngồi kế bên bà nhắc bà niệm Phật cứ từ phụ A Di Đà Phật, từ phụ A Di Đà Phật. Tới 5 giờ mấy sáng thì bắt đầu, lúc đó là nhịp tim nó chạy trên máy cho mình thấy nhịp tim, rồi huyết áp gì bình thường hết. Lúc này nhịp tim nó có chấn động thay đổi nha, bắt qua là ngày 17 tháng 11 là lễ vía Đức Phật A Di Đà, có chấn động thay đổi rồi. Sư cô mới bước đến gần nói: mẹ muốn như thế nào? Bà nói muốn về chùa giảng sanh, bà nói vậy đó. Thế sư cô nói: vậy thì con sẽ đưa mẹ về chùa, con nói bác sĩ sẽ cho con đưa mẹ về chùa liền. Thế quay lại thưa với bác sĩ nói thôi đưa bà về đi, nói vậy đó là bà, tại vì có đột biến bà nhồi máu cơ tim. Và bác sĩ còn nói cái người mà bị nhồi máu cơ tim này là sợ đưa bà về không có kịp nữa, mà tụi con nói nhất định là đưa bà về, cho nên ở lại một người làm thủ tục rồi đẩy xe đưa bà về. Bà về tới chùa, vừa về tới chùa là gần kém 15 là 6 giờ. Tụi con vừa về tới nói là về tới chùa rồi là gương mặt bà tươi lên liền, mà người ta chỉ ngồi lấy cái bong bóng mà bóp cho bà thở thôi. Tới vô tới chùa cái bà nhìn mở mắt ra nhìn thấy tất cả quý sư cô đắp y trang nghiêm, sư ông đứng phía trên, sư ông khai thị: ở đây con mới thỉnh cầu nhất tâm phụng thỉnh từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn Phật tử Hứa Bích Châu pháp danh Diệu Thiện vãng sanh Tây phương cực lạc. Tất cả quý cô đồng thanh nói 3 lần như vậy rồi A Di Đà Phật, một năng lực thật mạnh mẽ. Bà niệm theo, bà đánh cái lưỡi bà niệm theo, rồi chưa đầy 2 phút là bà niệm xong rồi, bà từ 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 im luôn vậy đó, ra đi mà không có hước một cái nào hết. Là ở tại chùa Hưng Hiền có sư ông, có tất cả quý sư cô, và cũng đúng như lời của bà nguyện nhằm ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý Phật tử, vừa rồi tôi có mới vừa đưa bà đến đài quả táng là ngày 19 đó, bữa nay 22 đưa bà đến đài quả táng xong rồi thiêu ra. Tất cả quý cô chùa Hưng Hiền nói: bà ngoại ơi, bà ngoại có hàm răng rất là đẹp, cho nên bà ngoại biết chắc là bà ngoại chánh niệm giảng sanh rồi, nhưng mà bà ngoại để lại cho tụi con có được niềm tin đi, bà ngoại để lại cho tụi con xóa lợi răng đi. Tất cả quý cô đều nói như vậy thiệt. Khi thiêu xong rồi thì trong cái đống cho tàn đó mang về lựa ra 15 cái răng. Thưa quý Phật tử, bà để lại xóa lợi răng 15 cái răng trắng tươi như nè. Điều đó để nhắc nhở cho quý Phật tử có được lòng tin nha. Có được lòng tin, ai nói như thế nào thì nói, mình vẫn đầy đủ lòng tin đối với pháp môn tịnh độ, đối với đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Quan trọng ở chỗ quý vị có tín nguyện đầy đủ hay không đó. Bà đặt trọn vẹn lòng tin, bà không nghi ngờ gì hết. Tại vì bà nghĩ rằng bà là người dốt nét, bà chỉ tin vào lời Phật dạy mà niệm Phật thôi, rồi phát nguyện tha thiết cầu sanh Tây phương cực lạc, mà kết quả có thoại ứng rõ ràng như vậy.
No.